quý vị, bất ngờ, choáng váng, đó là những cảm xúc đang được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ khi nhận được thông báo thanh toán hóa đơn tiền điện của các đơn vị điện lực thuộc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội trong những ngày qua. Hầu hết thì hóa đơn đều tăng gần gấp đôi so với số tiền phải thanh toán của lần gần nhất. Vâng, lý do được EVN Hà Nội đưa ra là từ ngày 29 tháng 2 năm 2024, EVN Hà Nội triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng thay vì là đầu tháng như trước đây. Tuy nhiên thì nhiều ý kiến cũng băn khoăn lo ngại rằng hóa đơn tiền điện được tính dồn 2 tháng khiến bậc tính giá điện tăng cao có thể sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Hóa đơn tiền điện tháng này bao nhiêu? Câu hỏi đang được cộng đồng mạng chia sẻ trên các diễn đàn, thu hút hàng nghìn lượt bình luận tương tác. Những con số có thể khác nhau, nhưng tất cả đều chung một tâm trạng, bất ngờ. Tiền điện tháng này cao hơn cả cao điểm hè, dùng điều hòa liên tục hay đợt Covid-19 khi mọi người phải làm việc tại nhà. Mọi người trong nhà đều đi làm, đi học ban ngày, chỉ ở nhà vào buổi tối và cuối tuần. Gia đình mình sử dụng trung bình từ 300 đến 350 kWh mỗi tháng. Riêng tháng 2, số này nhảy lên 750 kWh, gấp tới 2,5 lần. Số điện bậc 6 gia đình mình vọt lên hơn 1.440 kWh tại kỳ hóa đơn tháng 2 với số tiền trên 4,5 triệu đồng. Mức này gấp hơn 1,5 lần so với tháng 1. Ngơ ngác bật ngửa. Theo EVN Hà Nội, việc hóa đơn tiền điện của hàng triệu khách hàng ở Hà Nội tăng cao là vì từ ngày 29 tháng 2, EVN Hà Nội đổi ngày ghi chỉ số vào cuối tháng. Do đó, trong lần thông báo hóa đơn tiền điện này, số ngày tính tiền điện là gần 2 tháng thay vì chỉ 1 tháng như bình thường. Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại liệu rằng việc phải chịu cộng dồn số điện của gần 2 tháng có làm cho khách hàng phải chịu giá điện bậc cao hơn, tốn nhiều tiền hơn hay không? Sao EVN Hà Nội không tách hai hóa đơn tháng 1 và tháng 2 để người dân dễ hiểu, đỡ phải thắc mắc, rồi lại phải đi giải thích? Nhà tôi chưa bao giờ mùa này dùng điện đến mức 5, nhưng gộp tháng 1 và 2 thì điện đã nhảy lên tận mức 5. Liệu rằng việc tính lũy kế có đảm bảo quyền lợi của khách hàng? Tại sao không chốt tiền điện khi hết tháng 1 mà lại để đến hết tháng 2, khi người dân đã quen với việc tiền điện tháng nào trả tiền tháng đó, phải trả liền một lúc gần 2 tháng với người có mức thu nhập thấp? Quả thực là khó khăn. Cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin từ EVN Hà Nội. Cùng với việc điều chỉnh ngày ghi chỉ số công tơ, số kWh để hưởng giá điện bậc 1, bậc 2 cũng được thay đổi. Cụ thể, từ 50 kWh theo quy định được giãn rộng tới 92 kWh. Bậc 3, bậc 4 được giãn rộng từ 100 kWh lên 184 kWh. Trước lý giải này, một số ý kiến cư dân mạng lại cho rằng như vậy sẽ không quá lo ngại về việc mất quyền lợi của khách hàng. Việc hóa đơn tiền điện tăng cao cũng chỉ xảy ra ở tháng này do bắt đầu thay đổi. Thay đổi ngày ghi số là đúng, khách hàng không thiệt gì đâu vì tăng ngày tháng trước, giảm ngày tháng sau, tổng số ngày có tăng giảm đâu mà thiệt. Ở góc độ người tiêu dùng, việc chốt chỉ số ghi công tơ vào cuối tháng sẽ mang lại lợi ích nhất định khi được tính đúng, đủ tròn tháng, không phát sinh bất tiện và được áp dụng thống nhất trên toàn thành phố Hà Nội. Từ năm ngoái, điện lực nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hưng Yên đã đổi lịch ghi chỉ số công tơ về cuối tháng. Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, việc thống nhất thay đổi ghi chỉ số công tơ trên địa bàn nhằm bảo đảm nhất quán trong quản lý, giảm sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh quyết toán hóa đơn. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng chia sẻ, tiền điện đang tính theo biểu lũy kế, tức là dùng nhiều sẽ phải trả ở bậc thang giá cao hơn. Do đó, ngày chốt chỉ số công tơ cần được cơ quan quản lý giám sát để tránh phát sinh chi phí, khiến người tiêu dùng chịu thiệt không đáng có.